Hi, xin chào các bạn. Và hôm qua là ngày tận thế nhưng trái đất không diệt vong, cho nên là mình sẽ lên đây chia sẻ các bạn cách chơi của điệu bài đất nâng cao tiếp theo. Và bài đất nâng cao thì nó phát triển từ cái nền nhịp và bài đất mà thôi. Thì mình muốn nói các bạn đây là một điệu chơi nó khó, hơi khó một chút so với những người mới tập chơi. Những người mới tập chơi nếu chơi, nếu xem càng khó thì các bạn có thể chuyển qua những tập, những clip dễ hơn như là hướng dẫn tự tập guitar để hát bài 3, bài 4, bài 5, v.v. Và những người chơi khá tốt, nhất là về nhịp rồi thì các bạn hãy tập thêm một tiết điệu này. Tiết điệu này nó có thể thay thế tiết điệu ballad cơ bản. Ví dụ như mình đánh con lần nhé. Thậm chí dùng cả bài chuyện mưa. Nhịp 4/4. Các bạn hãy cùng xem clip hướng dẫn tự tập guitar đệm hát bài 4. Có mấy bài 4.1, 4.2 đấy, các bạn lên YouTube các bạn search hướng dẫn tự tập guitar đệm hát bài 4 thì các bạn xem cái bài đấy để các bạn biết được về nhịp 4/4 định nghĩa, theo định nghĩa là như nào. Nó có 4 nốt đen. Đây là cách bạn trả 4/4. Thì các bạn phải xem các phách nó có giá trị như nào. Cứ nghe không có gì vấn đề đâu. Xem nhé, một hai nốt đơn và một nốt đen, hai bóc kép, một nốt đơn nữa, hai nốt đen, ba nốt đen, bốn nốt đen. Các bạn cộng tổng các cả này vào là vừa đúng 4 nốt đen luôn. Đây là giá trị các nốt. Và các bạn hãy xem nếu mà dậm chân thì sẽ dậm chân như nào. Cái dậm chân đầu tiên là cái xuống đầu tiên rồi. Cái xuống đầu tiên có giá trị bằng 1 nốt đơn, cho nên là khi mà hất chân lên, các bạn đã phải đánh cái phách tiếp theo. Và nốt móc đôi thì các bạn đánh như nào? Bình thường thì nốt đơn thì các bạn dậm cũng đánh và hất cũng đánh. Ví dụ như là 3 phách, phách 1, phách 2, phách 3. Nếu mà nốt đơn thì sẽ đánh như 1, 2, 3, 4. Nhưng nếu mà là nốt móc kép thì các bạn sẽ đánh là trong một lần dậm hoặc một lần hất các bạn đánh 2 phách 1, 2, 3, 4. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Cho nên là khi mà các bạn ở cái trạng thái thích 1.5 các bạn phải đánh 2 phách này. Sau đó, đây là dậm thứ 2. Và mình phân tích nha, thứ nhất dậm chân rồi, cái dậm chân thứ hai. Và cái dậm thứ hai mà nó móc đơn, cho nên cái dậm chân thứ 2.5 các bạn đã phải đánh cái phách tiếp theo là phách này. Và cái phách này cũng là một nốt móc đơn, cho nên là đến cái dậm chân thứ 3 các bạn đánh hai nốt móc kép này. Đấy, đến cái dậm chân thứ 3.5 các bạn đánh nốt móc kép này 4, và đây là 4.5. Hy vọng các bạn sẽ có thể làm quen được với những ký hiệu trên này. Các bạn hãy xem cái hướng dẫn tự tập guitar bài 3, cả bài 3 nữa để biết về giá trị của nốt, và cả bài 4 nữa để các bạn xem qua đi, để xem qua đi rồi các bạn hãy xem clip này. Nhớ nhé, hãy lên YouTube cho con search hướng dẫn tự tập đi guitar đệm hát bài 3, bài 4 đấy, nhất là bài 4 thì để các bạn khi các bạn tiếp cận được những cái này rồi, thậm chí trên Facebook mình có thể up mỗi cái ký hiệu này cộng với cả giá trị nốt, các bạn có thể tự chơi được. Đấy là điều mình mong mỏi ở tương lai gần. Dĩ nhiên mới tiếp cận được một cái khó thì rất khó, nhưng bạn hãy cố gắng lên, nó sẽ không quá khó. Hãy cùng nghe và hiểu. Các bạn hãy nhìn nhé, khi mình dậm chân, nhìn chân nhé, mình sẽ đánh thật chậm, nhìn cả chân cả tay, xuống, hất chân lên đánh hai phách, xuống lên, các bạn nhìn lại nhé, ok chưa? Các bạn hãy nhìn lại cùng mình nhé, bắt đầu nhìn cả chân cả tay, xuống, hất lên đánh hai phách, xuống lên, hai nốt kép mà, hai nốt kép thì trong một lần hất chân đánh hai phách, đập là dậm chân thứ hai. Sau đó từ cái dậm thứ hai các bạn mà hất lên thì các bạn đánh hai phách tiếp theo. Sau khi cái dậm thứ hai này các bạn hất lên thì các bạn đánh phách xuống, sau đó dậm xuống và hất lên tiếp theo sẽ đánh 4 nốt kép, tức là đánh 4 cái xuống lên. Và cụ thể là các bạn nhìn.
đi nhé. Cái chân tay thứ ba là xuống lên, hất lên đánh xuống lên. Tập. Đấy. Và cuối ô nhịp này có hai phát xuống lên là chân cái hất. Chân hất lên tiếp và đánh xuống. Hết ô nhịp. Đó, các bạn hãy nhìn lại một lần nữa, nhìn các bạn ghi ra giấy các bạn nhìn và các bạn hãy xem clip của mình nhé. Và bây giờ hãy quay gần đây một chút, gần cả chân cả tay. Mình sẽ đánh đúng nhịp, vừa rồi là mình đánh chưa đúng nhịp và mình chỉ phân tích cái thứ tự xuống lên của phách. Bây giờ mình sẽ đánh chậm nhưng đúng nhịp, các bạn nhìn nhé. Cùng nhìn cả chân cả tay mình này. Xuống đầy đủ lắm, mình nhìn là cơ nhìn nhé. Xuống lên đập hiểu ý không nhỉ? Đấy thì quan trọng nhất là các bạn nhớ cho mình là dậm chân phải thật đều liền mạch, và nếu mà gặp nốt móc két thì hai móc két các bạn đánh trong một lần hất hoặc một lần dậm. Mình viết này thực ra hơi phức tạp. Đây là cách đầy đủ, tất nhiên đây là cách đầy đủ, nhưng cách đầy đủ này thì hơi phức tạp. Trước khi tập cách đầy đủ này, các bạn nên tập cách này nè. Bỏ hai phách cuối đi, cộng tổng tất cả lại vào. Nếu các bạn học bài kia thì các bạn sẽ biết các bạn bốn gốc đen đảm bảo như bốn bốn rồi. Các bạn tập cái này trước. Hiểu cái cách dậm chân thì về sau các bạn nhìn ký hiệu các bạn đánh này. Xuống lên đập nghỉ cái 4.5. Xuống lên đập cái quan trọng nhất trong cái tiết điệu này là sau cái đập thứ hai này là các bạn phải đánh cái xuống tiếp theo thật gần. Nếu các bạn đánh như này không sai vì nhìn 4.4 nhưng mà sẽ không hay. Nếu các bạn đánh như này nhưng mà các phách nó vào phách rộng, tức là vào phách chẵn thì nó không hay. Các bạn đánh như này thì hay hơn. Xuống rất liền mạch, đúng không nhỉ? Sau cái phách thứ hai là 1, 2, 2.5 đã đánh cái phách này rồi, đã đánh cái phách xuống thứ 2.5 rồi. Cho nên là đấy là cái chỗ hay nhất của cái tiết điệu này, các bạn đánh kịp. Đấy, và khi các bạn đánh được như này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể để cho nó liền mạch. Nếu các bạn nghỉ nhiều thì giữa các hợp nó không liền mạch, các bạn thêm được 2 phát nữa. Tất nhiên, cả 3 phát này nó vào nốt đen. Một nốt này cho nên là khi mà tách ra thì những cái phát này nó sẽ vào móc két như cái đầu tiên mình ghi ấy. Như vậy thì khi đánh giữa các hợp nó sẽ liền mạch thêm 2 phát này. Các bạn lưu ý mình để thêm phát để cho mình đỡ cái phát nghỉ đấy, và các hợp nó sẽ liền mạch như thế này. Ví dụ khi mình chuyển hợp âm. Xuống lên chuyển. Tốc độ nhanh. Đấy, tay các bạn vung thật tự nhiên. Mai sau khi mà vung tự nhiên, thậm chí các bạn có chốt thêm một hai phách phụ không vấn đề gì hết. Ok. Ok, bây giờ các bạn hãy nhìn lại một lần cuối. Đầy đủ một ô nhịp. Xuống lên chuyển. Như đây các bạn đánh, ví dụ như cái số đầu tiên nó hơn cái hất tiếp theo này, các bạn đánh hai nốt thì các bạn thậm chí các bạn đọc một xuống xuống lên đập
xuống, xuống lên, tập, xuống lên. Đấy, cứ hai cái móc kép sẽ thành một cặp và đánh cho một lần dẫn và một lần thất ở cái vị trí đấy. Đấy, thì đây là một tiết điệu nó cũng khá là hay và khá là trẻ để các bạn có thể đánh, hy vọng là các bạn sẽ tập. Mình sẽ quay gần cho các bạn cái tay phải của mình để các bạn có thể từ chậm đến nhanh nhé. Mình chuyển bất kỳ thôi, tùy bài mà các bạn chuyển. Chuyển nhanh, đấy, các bạn đập thì các bạn có thể dùng cả tay, bàn tay đập vào đàn hoặc dùng một ngón cái đập trên phần dây bát cũng được. Đấy, thì mọi thắc mắc thì các bạn cứ nhắn tin ở bên dưới. Còn các bạn chỗ nào khó hiểu thì hãy cố gắng tua thật chậm, nghe thật kỹ. Hy vọng các bạn sẽ hiểu. Hẹn gặp các bạn trong các bài sau. Vừa đẹp.